Chiều ngày 20 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội phát đi thông báo tìm kiếm cô gái 19 tuổi mất tích từ ngày mùng 3 Tết. Theo Công an thành phố Hà Nội, trước đó Công an xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Bàn Thị Thương, 19 tuổi, trú tại xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín về việc chị đi khỏi nhà từ trưa ngày 12 tháng 2 năm 2024, mùng 3 Tết, đến nay chưa thấy về. Khi đi, chị Thương mặc áo màu nâu, chân váy trắng, đi xe máy Honda Lead màu xám. Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy chị Thương ở đâu xin báo cho gia đình hoặc trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội. Chiều cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chồng của chị Thương cho biết gần 10 ngày qua cả hai bên gia đình nội ngoại cùng đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin gì về vợ của anh. Sáng mùng 3 Tết, tôi cùng vợ đi chùa về. Sau khi về nhà, vợ tôi chạy xe máy ra khỏi nhà, không dặn dò gì. Chồng chị Thương nói và cho hay trước khi chị Thương mất tích, vợ chồng không có mâu thuẫn, cãi vã gì.